Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Hôm nay báo chí chia sẻ lại những câu chuyện cũ và đồng thời những câu chuyện mới lùm xùm trong thời gian vừa qua giữa nghệ sĩ Thương Tín và Trịnh Kim Chi, và đồng thời liên quan tới Phương Thanh trong thời gian trước đã ủng hộ siêu Black như thế nào thì họ đều nhận trái đắng. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện. Hôm nay báo chí chia sẻ lại thông tin nếu Trịnh Kim Chi bị Thương Tín đòi mời công an điều tra, kêu gọi tiền quyên góp 800 triệu đồng cho ông, thì Phương Thanh cũng gặp vận đen, chẳng kém khi ra tay giúp đỡ người bạn thân siêu Black khi rơi vào cảnh nợ nần trước đây. Trong thời gian vừa qua, ồn ào giữa Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Thương Tín nhận sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Cụ thể, hồi đầu tháng 2 năm 2021, khi hay tin nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ, thì nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp để ủng hộ nam diễn viên. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Thương Tín liên tục tố đàn em nhọc nhằn về tiền bạc, đòi trả lại số tiền dự định để đóng bảo hiểm cho con gái ông, làm cho cộng đồng mạng quan tâm, và những phát ngôn của nghệ sĩ Thương Tín làm cho cộng đồng có những cái phản ứng trái chiều. Nam diễn viên Biệt Động Sài Gòn cho biết bản thân ông vốn không có ý định than nghèo khổ, chính Trịnh Kim Chi là người chủ động gây quỹ mà không thông qua ông. Nghệ sĩ Thương Tín ngờ vực chuyện Trịnh Kim Chi giữ số tiền Mạnh Thường Quân quyên góp cho ông để gửi ngân hàng lấy lãi. Trước những tuyên bố phũ phàng của đàn anh, Trịnh Kim Chi đã chia sẻ lại những sự việc và sao kê trong đợt quyên góp từ thiện cho nghệ sĩ Thương Tín, sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ mối nghi ngờ này. Cô cũng không tránh khỏi nỗi buồn và thất vọng khi lòng tốt bị đặt nhầm chỗ. Trước Trịnh Kim Chi, Phương Thanh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vào thời điểm năm 2013, thời điểm ca sĩ siêu Black vỡ nợ hàng tỷ đồng. Thời điểm đó, siêu Black bị chủ nợ đuổi ráo riết. Ca sĩ đứng ra tổ chức đêm nhạc đó là Phương Thanh để quyên góp tiền cho siêu Black, sẵn sàng đứng ra trước chủ nợ để xin khất cho đàn chị thân thiết. Thời điểm đó, ca sĩ siêu Black gặp rất nhiều khó khăn khi làm ăn thua lỗ và đồng thời vay rất là nhiều chủ nợ. Thế nhưng 2 năm sau đó, vào tháng 9 năm 2015, Phương Thanh bất ngờ đăng đàn bức xúc khi bị nghi là ăn chặn tiền quyên góp cho siêu Black. Cô viết, không thể im lặng được nữa, có lẽ hôm nay tôi không còn nhịn được nữa khi nghe nhiều thứ từ phía chị siêu nói những lời tổn hại đến lòng tự trọng và uy tín của tôi. Tức là năm 2013, vụ chị siêu Black vỡ nợ số tiền được giúp ở đêm nhạc được tổ chức tại phòng trà Nam Quang gần 150 triệu đồng. Thời điểm 2013, vụ này cũng xảy ra, rất là nhiều người không đồng tình với ca sĩ siêu Black. Tôi rất là sợ phiền phức về số tiền, làm gì cũng có người đếm và làm chứng. Trả cho ai bao nhiêu tôi đều nhắn tin cho chị siêu. Tôi chưa và cũng chẳng nhận thêm bất cứ số tiền nào từ các nhà hảo tâm muốn giúp chị siêu Black trong đêm nhạc của Nam Quang, vì những bất đồng giữa tôi và siêu Black không thể giải quyết được. Chị Chanh cũng tiết lộ, dù nhiều đại gia hứa cho siêu Black mượn hàng tỷ đồng để trả nợ nần, nhưng khi phát hiện họa mi núi rừng nói dối và họ đã rút lời không giúp nữa. Trong thời điểm đó thì chị siêu Black cũng đã lập tức lên tiếng phân trần chuyện không bao giờ nói xấu Phương Thanh và luôn biết ơn đàn em. Sau đó cả hai có đôi lần gặp nhau tại sự kiện, thoải mái vui vẻ khi mọi vấn đề hiểu lầm được hóa giải. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ trong câu chuyện của nghệ sĩ Thương Tín trong thời gian qua thì những người liên quan đến đã từng hỗ trợ giúp đỡ cho nghệ sĩ Thương Tín vào tháng 2 năm 2021 thì hầu như họ đã rất là sợ và họ quay lưng, không muốn dính dáng tới nghệ sĩ Thương Tín nữa. Sau khi phát ngôn của nghệ sĩ Thương Tín với báo chí
cũng như là một số YouTuber thì làm cho những người đã từng giúp đỡ thương tín cảm thấy buồn và họ bị tổn thương về những lời nói của nghệ sĩ thương tín. Chẳng hạn như nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thì ông tố là nhọc nhằn trong việc tiền bạc và đồng thời lấy 200 mấy chục triệu đồng của ông gửi ngân hàng để lấy lãi, và ông cũng không muốn là Trịnh Kim Chi tự đứng ra kêu gọi, tự cô ấy nhảy vào câu chuyện của tôi và đứng ra kêu gọi mà không hỏi ý kiến của tôi. Thì cộng đồng mạng ngay lập tức đặt câu hỏi lớn cho ông. Trong cái thời điểm ông đột quỵ đó, ông thập tử nhất sinh, hôn mê, thì lấy đâu ra để thảo luận cùng với nghệ sĩ thương tín để ông có đồng ý hay không? Trong lúc khó khăn ông nhập viện, tiền bạc không có, thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã thông qua vợ ông, đã thông qua nhiều vấn đề rồi đi tới quyết định là quyên góp kêu gọi. Cũng như bên cạnh đó thì MC Phạm Anh cũng đã thấy hoàn cảnh khó khăn của ông, cũng đứng ra hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình của ông thông qua vợ ông, và đồng thời hướng dẫn vợ ông đi tới ngân hàng để mở tài khoản riêng để kêu gọi bà con cộng đồng cũng như là những người mà nhà hảo tâm thương mến nghệ sĩ thương tín hỗ trợ giúp đỡ cho ông trong thời gian đó. Thì tới ngày hôm nay ông lại phản bác lại Phạm Anh dẫn vợ ông đi lập tài khoản ngân hàng. Đó là một điều mà hết sức kỳ kỳ, mà tại sao không hỏi ý kiến của ông và không thông qua ông. Mãi tới sau này thì ông mới biết và Phạm Anh dẫn vợ ông đi tới ngân hàng. Quý vị khán giả thân mến, trong cái lúc mà nghệ sĩ thương tín nói như vậy, ông không có cái suy nghĩ. Lúc mà ông gặp khó khăn rất là nhiều, hầu như là cộng đồng mạng nói ông quay xe và đồng thời là ăn cháo đá bát. Những lời bình luận khán giả phản bác nghệ sĩ thương tín, những cái lời phát ngôn gây sốc của ông, hầu như là ai nhìn vào câu chuyện cũng không thể chấp nhận được nghệ sĩ thương tín chia sẻ. Nó quá đắng lòng đối với những người đã từng giúp đỡ mình, từng hỗ trợ mình trong lúc mình khó khăn. Và tổng cái số tiền mà kêu gọi giúp đỡ cho ông từ Trịnh Kim Chi và Phạm Anh, tổng số tiền gần 800 triệu đồng của vị khán giả. Thì trong thời gian đó ông cũng chi tiêu và đồng thời là bỏ 80 triệu đồng để sửa xe ô tô mà người bạn đã tặng lại cho nghệ sĩ thương tín đó. Còn gần 300 triệu đồng thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng dự định một cái tương lai tốt cho con gái ông, đó là giữ lại 300 triệu đồng để đóng bảo hiểm, sợ rằng cái số tiền đó nghệ sĩ thương tín vợ chồng xài hết, cho nên là không có đóng bảo hiểm cho con và tương lai của con bé. Đó là một cái điều mà cộng đồng mạng thấy Trịnh Kim Chi hết sức là quan tâm và luôn mong giúp đỡ ông, chứ thiếu gì tiền bạc khác nữa. Và sự giàu có của Trịnh Kim Chi như thế nào mà giữ của nghệ sĩ thương tín 300 triệu đồng đó gửi ngân hàng để lấy lãi hàng tháng. Đó là lời phát ngôn của nghệ sĩ thương tín. Và đồng thời ông cũng từng phát ngôn nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, cô ấy tự nhảy vào chứ không hỏi ý kiến tôi, cho nên là nói cái hoàn cảnh tôi nghèo khó như vậy và cũng không thông qua tôi. Thực sự những cái lời phát ngôn của nghệ sĩ thương tín, Phương Văn là cái người ngoài cuộc, một người khán giả bình thường thôi, cũng cảm thấy một cái điều gì đó rất là buồn. Hầu như là những người giúp đỡ mình, nghệ sĩ thương tín đều quay lưng và nói những cái lời lẽ mà thật sự là khó chấp nhận được, quý vị khán giả. Nhưng ở bên cạnh đó thì những người trong cuộc, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng như là Phạm Anh, không có một cái lời nào để phản bác lại nghệ sĩ thương tín, chỉ cầu mong cho ông có cuộc sống an vui hơn thôi. Còn tất cả những gì không phát biểu ý kiến và họ lặng lẽ cảm thấy cái nỗi buồn vào trong khi giúp đỡ một ai đó mà họ đã không ghi nhận công sức của những người đã giúp đỡ mình, nhưng mà quay lưng như vậy, thì chắc có lẽ là sau này nghệ sĩ thương tín nếu như gặp khó khăn trong cuộc sống thì khó có ai mà dám giúp đỡ cho ông. Cũng như gần đây thì nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đã từng giúp đỡ cho ông và liên lạc với những người làm cầu nối đó, quý vị khán giả, cũng như Trịnh Kim Chi, Phạm Anh, và đồng thời giúp đỡ cho con trai của ông theo lời gửi gắm của nghệ sĩ thương tín. Nhưng mà sau đó thì nghệ sĩ nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đã lên tiếng là chấm dứt mối
liên hệ và không muốn liên quan gì tới nghệ sĩ Thương Tín nữa. Vì sau khi trong cái live stream của nghệ sĩ Thương Tín cùng với nhạc sĩ Tô Hiếu thì những lời lẽ phát ngôn gây sốc như vậy, thì nhạc sĩ Tô Hiếu cảm thấy nghệ sĩ Thương Tín không nên nói như vậy và đồng thời có những phát ngôn như vậy. Nhận định của nhạc sĩ Tô Hiếu cảm thấy cũng rất là buồn và không muốn dính dáng gì tới nghệ sĩ Thương Tín nữa. Quý vị khán giả thấy đó, trong cuộc sống thì không như chúng ta mong muốn, đôi khi giúp ai đó mà mình không mong là nhận lại những điều tốt đẹp và đâu đó thì chúng ta cảm thấy có một điều gì đó nó phiền tối tới bản thân mình và cảm thấy buồn mà thôi. Như MC Phạm Anh cũng đã chia sẻ là những gì MC Phạm Anh đã làm và đã làm rồi cho chú Thương Tín và ngày hôm nay thì không phát biểu gì thêm nữa, còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Quý vị khán giả thấy rồi đó, đàn em Trịnh Kim Chi cũng như là MC Phạm Anh, nhạc sĩ Tô Hiếu không chỉ trích nặng nề về vấn đề của nghệ sĩ Thương Tín phát ngôn mà họ lặng lẽ âm thầm rút lui và sau này chắc có lẽ là không ai dám dính dáng tới nghệ sĩ Thương Tín nữa. Quý vị khán giả thấy gần đây thì báo chí cũng lật lại năm 2013 vụ mà ca sĩ Phương Thanh từng hỗ trợ cho Siêu Plus thì đâu đó cũng bị tai tiếng rất là nhiều. Hôm nay thì báo chí tiện dịp của nghệ sĩ Thương Tín và Trịnh Kim Chi thì báo chí lật lại những cái chuyện xưa của Siêu Plus và Phương Thanh trong cái thời điểm mà ca sĩ Siêu Plus vỡ nợ nần, Phương Thanh đứng ra để là kêu gọi giúp đỡ và đồng thời hát đêm nhạc để mong bà con quyên góp số tiền trả nợ cho Siêu Plus, thậm chí đứng ra khất nợ với chủ nợ để cho Siêu Black trong cái thời gian đó là gặp hoạn nạn thì Phương Thanh đứng ra hỗ trợ giúp đỡ, nhưng mà sau đó có những lời lẽ cũng không hay và cuối cùng thì họ có những cái hiểu lầm nhau gì đó, sau vài năm thì họ cũng hóa giải được vấn đề đó. Tuy nhiên chắc có lẽ trong lòng thì cũng không có phải là được thoải mái và tất cả những gì đã đi qua thì chúng ta thấy là báo chí hôm nay cũng nhắc lại và có lẽ là nghệ sĩ Thương Tín cũng như là Trịnh Kim Chi thì cộng đồng mạng cũng không quên và báo chí một ngày nào đó cái câu chuyện đã đi qua nhưng họ cũng có thể chia sẻ lại câu chuyện đình đám trên mạng xã hội hiện nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.